chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái loại hoa tím tím mà mình đang quay cho các bạn xem. Cái loại hoa này mình thấy là người ta trồng rất nhiều ở cái công viên ở Sài Gòn này các bạn ha. Cái loại hoa này nó có tên là hoa bách nhật đó các bạn. Chắc có lẽ là loại hoa này nó nở hoa cả trăm ngày hoặc là nó nở hoa rất là lâu á các bạn. Nên nó mới có cái tên là bách nhật thôi. Cái loại hoa này á, theo như mình được biết á, thì chủ yếu là nó có cái màu tím này. Còn có một số màu khác là màu đỏ và cái màu nâu nâu nhẹ nhẹ á. Thì cái loại đó là chỉ có một số người mà người ta chuyên làm về cây cảnh là người ta mới có cái màu đó thôi. Còn chung chung thì cái loại hoa tím này là phổ biến nhất nha các bạn ha.